Xin chào quý anh chị và bà con đã quay trở lại với kênh Khởi nghiệp TV. Và hiện nay cái ngành nuôi heo, nuôi lợn thì đang phát triển khá là mạnh trong bà con nông dân của chúng ta. Và cái câu hỏi đặt ra đó chính là khi mà chăn nuôi heo, nuôi lợn thì có nên làm vaccine hay không? Và nếu có làm vaccine thì nên làm những loại nào? Và những loại đó, cái những loại vaccine đó thì mua ở đâu và tiêm liều lượng như thế nào sao cho nó hiệu quả và nó hợp lý nhất? Thì cũng có nhiều bà con mình quan tâm về cái vấn đề này, cho nên hôm nay mình làm một cái video khá là chi tiết và đầy đủ để trả lời cái câu hỏi đó cho bà con mình được rõ. Khi mà chúng ta nuôi con lợn, con heo lên giai đoạn hậu bị rồi thì chúng ta phải tiến hành làm vaccine cho nó, chứ không thể là không làm. Tại vì có một số bệnh mà chúng ta hiện nay là chữa rất là khó, ví dụ như là tai xanh này, dịch tả này, rồi lepto này, khô thai này. Đó là những cái bệnh mà chúng ta khó điều trị, cho nên chúng ta phải làm vaccine ngay từ đầu để hạn chế rủi ro trong cái quá trình chăn nuôi của chúng ta nhất. Và những cái loại vaccine này thì chúng ta mua ở đâu? Trả lời với các bạn đó là chúng ta nên ra các tiệm thú y ở gần nhà thì họ cũng sẽ có bán. Còn không, nếu tin tưởng nhất thì các bạn có thể ra chi cục thú y để mà mua những cái loại vaccine này cho nó đúng chủng loại và nó tốt nhất. Thì đó là cái nơi mà mua vaccine. Và cái liều lượng làm vaccine ra sao thì mình sẽ nói tí nữa, mình sẽ nói chi tiết trong cái từng loại vaccine. Và bây giờ thì mình sẽ trả lời cho bà con là nên làm những cái loại vaccine nào khi mà chăn nuôi lợn để mà tiết kiệm cái chi phí nhất. Tại vì sao khi mà làm vaccine đó thì chúng ta phải làm trong một tuần, xong rồi chúng ta sẽ ngưng, và sau một tuần khác thì chúng ta sẽ làm vaccine và làm 5-6 loại vaccine như thế, thì chúng ta sẽ tốn kém là khá là nhiều thời gian, khoảng là trên một tháng. Cho nên chúng ta nên cần làm những loại vaccine chính thôi, rồi chúng ta sẽ phối cho con heo, ví dụ như là khô thai, lepto, rồi tai xanh, dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, rồi nếu có điều kiện thì chúng ta có thể làm thêm cái lở mồm long móng đó. Tại vì cái lở mồm long móng thì là một cái vaccine, cái liều lượng của nó không có liều lẻ như là 1 liều, 10 liều, mà nó sẽ có cái số lượng liều là 20 liều, 100 liều. Cho nên là cái việc mua, nếu mà chúng ta nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta sẽ tốn tiền rất là nhiều trong cái việc mà đi làm vaccine cho heo. Thì hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn chi tiết về các loại vaccine đó. Và khi mà nuôi heo thì chúng ta nên là nuôi cái số lượng là 10 con thì trở lên, thì khi mà làm vaccine cho heo thì nó sẽ rất là tiện và tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi chi tiết về cái lịch trình làm vaccine của mình ha. Thì tuần đầu tiên thì các bạn sẽ làm cho mình cái vaccine này, đó chính là cái vaccine khô thai và lepto. Thì khô thai là một trong những cái bệnh mà sinh non này, rồi chết lưu, đó là cái bệnh khô thai. Còn cái bệnh lepto đó là khi mà con heo mà nó đái ra cái nước đái của nó màu vàng khè, và đái thì rất là hôi và có mùi khét. Sau một vài tuần thì heo, nếu mà không chữa trị kịp thời thì heo có thể chết rất là nhanh. Đó là cái bệnh lepto. Và một cái lọ vaccine này thì đây chính là cái lọ vaccine kép gồm hai cái bệnh đó. Thì mình sẽ để cái lọ vaccine này trên cái ảnh chụp màn hình cho các bạn coi cho nó rõ. Thì cái vaccine này là liều, này là liều 1 các bạn. Liều này là 2C chích cho được một con. Và hiện tại thì ở chi cục thú y Đắk Lắk mình mua là khoảng là 50.000 một lọ này tại chi cục thú y của tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là cái vaccine đầu tiên mà các bạn sẽ làm cho heo trong cái tuần đầu. Thì các bạn sẽ khi mà mua về thì họ sẽ ướp đá và chúng ta sẽ để cho nó hết lạnh đi, xong rồi chúng ta lắc đều lên và chúng ta sẽ tiêm cho heo là một con 2C. Các bạn lưu ý cái điều này ha. Trước khi mà tiêm thì các bạn lắc cái lọ vaccine này cho nó đều lên, rồi các bạn hút ra xi lanh. Rồi các bạn tiêm vào bắp cho nó ha. Thì khi mà tiêm rồi các bạn nhớ là hòa cái glucocase hoặc là anagin C, hòa nước cho nó uống để tăng cái sức đề kháng cho con heo của mình ha.
Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại vaccine nữa, đó chính là vaccine tai xanh. Thì một cái lọ như thế này là gồm 10 liều các bạn. Nó là một cái dạng vaccine đông khô, và đi kèm với nó thì sẽ có một cái dung dịch để mà pha vaccine như thế này. Thì cách tiêm cho nó thì đây là một cái lọ vaccine 10 liều. Thì các bạn sẽ hút 10c cái dung dịch pha vaccine này và bơm vào trong cái lọ này. Sau đó thì các bạn lắc đều lên, là chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ hút ra, hút mỗi con, tiêm cho mỗi con là 1c các bạn. Thì đây là loại lọ 10 liều, thì các bạn sẽ hút 10c trong cái lọ này ra đây, và các bạn lắc đều lên. Thì sau đó thì các bạn sẽ tiêm cho mỗi con là 1c. Các bạn nhớ lưu ý cái điều này ha. Thì ví dụ nhà các bạn mà có 3-4 con hoặc 5-6 con gì đó thì các bạn sẽ tiêm cho mỗi con 1c, còn dư thì các bạn sẽ bỏ đi. Còn nếu mà các bạn nuôi đủ mà số lượng 10 con á thì các bạn sẽ tiêm cho nó là 10c cho 10 con. Thì một cái lọ này mình mua ở chi cục thú y thì có giá là 300.000, thì tính ra là 10 liều. Như vậy thì mỗi liều sẽ là khoảng 30.000 đó các bạn. Cho nên khi mà các bạn nuôi heo số lượng khoảng từ 10 con trở đi thì tiêm vaccine nó sẽ rất là lợi. Còn khi mà các bạn nuôi ít hơn thì các bạn tiêm xong thì phải bỏ. Mình phải chấp nhận nó không có cái liều lẻ. Thì trước khi mà tiêm và bơm thì các bạn nên sát trùng cái kim tiêm của mình đi, rồi các bạn hút cái loại dung dịch này ra 10c. Rồi các bạn sẽ tiêm vô cái lọ này. Đó, rồi các bạn lắc đều nó lên. Lắc cho nó tan cái đông khô, cái vaccine đông khô này ra các bạn. Đó, thì bắt đầu mình sẽ hút ra, mỗi con là 1c và tiêm cho heo ha. Các bạn nhớ lưu ý, đừng có tiêm quá liều nha. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại vaccine nữa, đó chính là vaccine dịch tả. Đây là cái loại vaccine dịch tả các bạn. Loại này thì một lọ nhỏ như thế này là chích được 10 liều. Và một cái vaccine kép, đó là phó thương hàn và tụ huyết trùng. Đây chính là cái lọ vaccine phó thương hàn và tụ huyết trùng. Thì hai cái lọ này chúng ta sẽ chích được cùng một lúc cho heo, gọi là vaccine kép. Được 3 bệnh, đó là dịch tả, tụ huyết trùng và phó thương hàn. Thì cách pha và tiêm như thế nào? Thì đây chúng ta sẽ có một cái lọ dung dịch để mà pha vaccine. Thì những cái lọ vaccine và những cái lọ dung dịch này thì các bạn có thể ra cái chi cục thú y của tỉnh để mà mua, hoặc là những cái tiệm thuốc thú y trên địa phương của mình. Thì cách pha thì các bạn sẽ hút 1c cái dung dịch pha vaccine này, các bạn tiêm vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ lắc đều lên. Và bên đây cũng tương tự, các bạn sẽ hút 1c và tiêm vào đây. Sau đó các bạn sẽ lắc đều lên. Sau đó thì các bạn sẽ hút ngược hai cái lọ này vào đây. Và các bạn sẽ tiêm cho mỗi con heo là 2c. Thì nếu mà nhà mình nuôi ít hơn cái số lượng mà 10 con thì còn dư thì mình bỏ. Các bạn nhớ chú ý cái điều này. Lọ này là gồm 10 liều. Thì trong những cái loại vaccine mà làm cho heo á, thì cái loại này là rẻ nhất. Hai lọ này và một lọ này thì mình mua tại chi cục Đắk Lắk có giá là 60.000. Và các bạn sẽ tiêm cho mỗi con là 2c ha. Sau khi mà các bạn làm hết tất cả những cái loại vaccine mình đã nói ở trên, thì chúng ta sẽ chủng lại cái vaccine khô thai và lepto lần 2. Thì đây là một cái loại vaccine mà kép, là vừa khô thai mà là vừa vaccine của bệnh lepto. Thì khô thai với lepto này thì các bạn sẽ làm 2 lần, còn mấy cái kia thì các bạn làm 1 lần thôi cũng được. Và chúng ta sẽ làm cái vaccine khô thai này 2 tuần trước khi phối. Các bạn nhớ lưu ý cái điều này ha. Đây.
Sau khi mà các bạn đã làm hết tất cả những cái loại vaccine mình nói thì cái cuối cùng là các bạn sẽ sổ dung, sổ sáng cho nó bằng cái thuốc là Ivermectin điều trị nội ngoại ký sinh trùng. Cái thuốc này vừa có tác dụng là sổ dung, sổ sáng, đó là về đường nội, còn đường ngoại thì nó sẽ giúp cho con heo mình không có bị ghẻ lở ở ngoài da. Thì các bạn sẽ tiêm cho nó là mỗi con là 10C. Khi mà heo hậu bị của các bạn khoảng 1 tạ thì các bạn nên tiêm cho nó là mỗi con 10C. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu là ngưng làm vaccine 1 tuần, rồi chúng ta phối. Thì khi mà làm vaccine á, tất cả các loại vaccine thì các bạn làm là mỗi tuần là một loại vaccine. Mỗi tuần thì các bạn nên làm một loại vaccine thôi, không nên làm quá liều nha. Như vậy con heo của mình nó sẽ rất là nguy hiểm. Và trong cái tuần đó thì các bạn mua thêm những cái gói như thế này là Anagin C hoặc là Glucoca C để mà các bạn hòa nước cho nó uống nhằm tăng cái sức đề kháng của con heo. Tại vì khi tiêm vaccine thì con heo nó sẽ khả năng là nó sẽ mệt mỏi và có biểu hiện sốt. Khi mà nhà các bạn nuôi heo thì các bạn nên làm một cái phi nước như này, có van khóa. Và khi làm vaccine hoặc là heo bệnh thì các bạn sẽ pha những cái gói thuốc đó vô cái phi như thế này để mà cho heo uống. Còn bình thường thì sẽ có một cái đường ống nước tổng như thế này để mà cho heo uống nước lã thôi. Còn khi bị bệnh thì các bạn sẽ khóa cái van này lại và cho nó uống từ cái phi này. Đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Các bạn cũng nên làm như vậy ha. Mình cũng chia sẻ chút kinh nghiệm ở nhà mình cho đến với lại quý bà con mình. Và cái vaccine lở mồm long móng thì cái liều nó là liều số lượng nhiều chứ không có số lượng ít, cho nên là mình không có làm. Và khi mà những con heo này đẻ con ra thì mình sẽ mua cái loại vaccine lở mồm long móng đó để mà làm với lại cả heo mẹ, heo con luôn. Thì cái vaccine lở mồm long móng khi mà heo đẻ ra thì các bạn sẽ làm cái đó. Và cứ 6 tháng thì các bạn sẽ chủng lại vaccine một lần. Thì thông qua cái video clip này, mong mỏi của mình là chia sẻ đến cho bà con mình được cái nhìn nó tổng quát, cũng như giúp ích được cho bà con mình trong cái khâu chăn nuôi về làm cái khâu vaccine cho heo. Nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và subscribe kênh để theo dõi nhiều video hay hơn về chủ đề khởi nghiệp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.